Và kính thưa quý vị, nam tài tử Richard Burton được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood tên từ Los Angeles. Nam tài tử Richard Burton được vinh danh bằng một ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood. Đây là ngôi sao thứ 2491 được đặt dọc theo trên đại lộ của Hollywood. Con gái của tài tử là Maria đã có mặt để nhận vinh hạnh này thay cho cha, người đã qua đời vào năm 1984. Ngôi sao của ông Burton được đặt cạnh ngôi sao của nữ tài tử Elizabeth Taylor, người đã từng là vợ ông và cũng là bạn diễn trong bộ phim Cleopatra. Buổi lễ này là một phần của lễ kỷ niệm 50 năm bộ phim có sự tham gia của Richard Burton và Elizabeth Taylor. Sinh vào ngày 10 tháng 11 năm 1925 tại một làng mỏ Port Hedefryn ở Wales, nam tài tử Burton đã phấn đấu để trở thành một trong những tài tử vĩ đại nhất trong thế hệ của mình. 7 lần được đề cử giải Oscar và giành được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất tại BAFTA, Golden Globe và Tony Awards. Phát biểu tại buổi lễ, nam diễn viên Michael Sheen nói rằng ông ta luôn nhớ tới thời gian Burton và Taylor sống với nhau tại ngôi làng nhỏ của họ. Ngoài phim Cleopatra, Richard Burton còn được biết đến với các vai diễn trong các phim như Who's Afraid of Virginia Woolf, The Taming of the Shrew và các vở kịch như Camelot và Private Lives.